Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 3 tháng 3 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của vùng áp thấp từ phía Tây nên nhiệt độ 2 ngày qua tại Bắc Bộ đã tăng lên đáng kể với mức nhiệt trưa chiều trong ngưỡng từ 26 đến 28 độ. Riêng khu vực Tây Bắc do chịu ảnh hưởng nhiều hơn của vùng thấp nên nhiệt độ có nơi chạm ngưỡng từ 31 đến 32 độ. Thậm chí khu vực Mường La của Sơn La còn xấp xỉ là 35 độ trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, từ đêm qua sang đến hôm nay, tại khu vực Đông Bắc Bộ, thời tiết có đôi chút thay đổi. Trời chuyển nhiều mây hơn, cùng với đó, nền nhiệt trong ngày sẽ giảm nhẹ so với 24 giờ trước đó. Nguyên nhân chính là do khối không khí lạnh tăng cường yếu chi phối. Dự báo đêm nay và sáng mai, trời sẽ có mưa nhỏ xuất hiện rải rác. Lượng nhiều tập trung chính ở các tỉnh miền núi. Riêng khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ do bị chắn bởi dãy Hoàng Liên Sơn nên trời vẫn ít mưa và nhiệt độ không có sự thay đổi đáng kể. Trong hai ngày tiếp theo, không khí lạnh sẽ suy yếu nhanh, đới gió Đông Nam chi phối thời tiết khu vực. Vì vậy, tại phía Đông Bắc Bộ vẫn duy trì nhiều mây với mức nhiệt trưa chiều trong khoảng từ 24 đến 28 độ. Còn phía Tây Bắc Bộ do ít chịu tác động của không khí lạnh nên trời vẫn có nắng với nhiệt độ trưa chiều dao động từ 25 đến 32 độ. Sau đó, khoảng ngày mùng 6, khối không khí lạnh lại được bổ sung xuống khiến nền nhiệt tại các tỉnh phía đông sẽ giảm, trời chuyển nhiều mây kèm mưa nhỏ rải rác. Lưu xuống khu vực Trung Bộ, hiện tượng sương mù vào đêm và sáng sớm sẽ còn duy trì tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Mưa cũng chỉ xảy ra lác đác ở một vài nơi. Quý vị chú ý để phòng hiện tượng dông lốc có thể kèm theo. Dự báo trong 3 ngày tới, nắng vẫn xuất hiện vào ban ngày, với nhiệt độ trưa chiều sẽ ở mức từ 26 đến 29 độ ở phía Bắc và từ 29 đến 31 độ ở khu vực phía Nam. Riêng một số nơi vùng núi phía Tây Nghệ An, nhiệt độ có thể chạm mức từ 33 đến 34 độ, trời oi nóng. Các tỉnh còn lại từ Đà Nẵng trở vào đến Ninh Thuận và Bình Thuận, thời tiết ít có sự biến động, đêm không mưa, ngày có nắng, với nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng 29 đến 32 độ. Ở phía Nam, tình trạng ngày nắng đêm không mưa vẫn duy trì tại khu vực này, bao gồm cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo nhiệt độ trong 3 ngày tới ít có sự biến đổi, cao nhất ban trưa dao động từ 31 cho tới 34 độ trên toàn vùng. Riêng khu vực Đông Nam Bộ có nơi xấp xỉ 35 độ. Trời nắng nhiều, hanh khô nên quý vị chú ý mang theo vật dụng che nắng cũng như sử dụng kem chống nắng và dưỡng ẩm đúng cách để bảo vệ cho làn da của mình. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 3 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, đêm trời lạnh với nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Sang đến ngày mùng 5 và ngày mùng 6 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, với nhiệt độ dao động từ 25 đến 28 độ, sau giảm xuống còn từ 22 đến 25 độ trong ngày mùng 6 tháng 3. Lưu xuống khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, với nhiệt độ dao động trong 3 ngày là từ 26 đến 32 độ. Đến với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ ổn định trong ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới phổ biến không mưa, ngày nắng, nhiệt độ trưa chiều 2 ngày tới trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ, sau giảm nhẹ còn từ 29 cho đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 3 không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, ngày mai có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Sang đến 2 ngày tiếp theo có mưa vài nơi và rải rác có dông. Sáng sớm có sương mù, nhiệt độ trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Sau giảm xuống còn từ 22 cho đến 25 độ trong ngày mùng 6 tháng 3. Trên biển, tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, những ngày tới thịnh hành gió Đông Nam cho đến Đông với cường độ trung bình nên là sẽ không gây biển động. Tàu thuyền có thể yên tâm ra khơi bám biển ở khu vực này.
Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, thịnh hành gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Thời tiết phổ biến là không mưa, với tầm nhìn xa trên 10 km. Thời tiết ủng hộ cho các chuyến du lịch biển cũng như đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!